Hôm nay thì tôi muốn thiên về một ý là ý làm theo lời Chúa nhiều hơn. Hẳn nhiên cũng không bỏ qua những cái phần kia. Nhưng mà muốn nhấn mạnh đến ở chỗ là làm theo lời Chúa. Thật là cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có lời của Chúa. Kinh Thánh là kho tàng vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại. Và chúng ta nhờ có lời của Chúa mà có thể được hướng dẫn, được giải đáp những nan đề, được sự thêm sức ban ơn để chúng ta có thể chiến đấu với tội lỗi, chiến thắng ma quỷ nữa là nhờ lời của Chúa. Đối với các bạn thì tôi cũng muốn kể chuyện nhiều hơn. Như Chúa Giêsu ngày mở miệng và dùng thí dụ đó. Trong tuần trước thì có một nữ ca sĩ tôi thấy cũng quen lắm ở trên truyền hình. Không phải tín đồ Liên Hữu mà tín đồ Tin Lành thôi. Thì người này gọi điện đến với tôi và xin tôi tư vấn, bởi vì người này nói rằng tôi lên YouTube thì tôi có thấy mục sư giải đáp thắc mắc. Bây giờ con có một cái thắc mắc này hỏi mục sư. Cô đó nói là có cái người nghệ sĩ lớn tuổi, không biết ông gì, tôi quên ông gì mà có cái râu dưới này nè, tên gì, không phải mấy ông già già rồi đó. Ông chơi bóng đá, cá độ bóng đá một lần bán bốn cái nhà thờ, bốn bán bốn cái nhà phố đó. Hồng Tơ nè, tôi có xem cái chương trình bữa đó thì Hồng Tơ là có một cái chương trình đặc biệt tổ chức để mà tổ chức nhân cái ngày lễ Vu Lan và mời cái cô ca sĩ Tin Lành này tham gia vào chương trình. Thì cô nói rằng, nghe nói Vu Lan thì cô nói rằng không, tôi không hát mấy cái bài để liên hệ đến chùa được đâu, tôi là tín đồ Tin Lành. Thì Hồng Tơ nói rằng không, không nhất thiết phải hát những bài đó, hát những bài gì về đất nước, về lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, cái gì đó, cái gì chung chung thì được, chứ không có cần phải hát mà có dính tới tôn giáo. Và theo mục sư thì con nên nhận lời hay không? Bởi vì cá xê cũng khá. Thì tôi nói một điều mà các bạn đây đã nghe nhiều lần rồi. Tôi kể câu chuyện. Có một người hỏi Chrysostom là một giáo phụ tức là cái hàng kế tục của các sứ đồ đó, sứ đồ đi rồi bây giờ tới họ đó, họ còn sống đó. Thì hỏi giáo phụ Chrysostom rằng tôi làm thợ hồ mà bữa làm bữa không, hay khi làm khi không thì tôi sẽ mất sợ. Bởi vì đụng đến xây đền để thờ cúng thì tôi không làm. Mà tôi không làm thì ông thầu sau đó sẽ không cho tôi làm nữa. Tại vì khi làm khi nghỉ, vậy làm sao tôi sống? Rồi người kia thì nói, một người nữa thì nói rằng tôi làm thợ may. Mà may cho các tư tế, may đồ lễ phục cho tư tế, tôi không muốn đồ của mình may để họ sử dụng trong cái nghi lễ của họ, rồi họ thờ hình tượng. Mà cái mối mối may cho những cái thầy tư tế đó là rất là nhiều tiền. Thí dụ như có cái đền 1.000 nữ tư tế, có những cái ngôi đền như vậy đó, họ thời đó là các cái thần của La Mã, Hy Lạp là nhiều tư tế lắm. Mà nếu khi thì may, còn khi thì từ chối thì tôi cũng mất mất hết mối làm, vậy thì làm sao sống? Thì câu nói rất là ấn tượng của ông Chrysostom, chắc các bạn ở đây nhớ rồi phải không? Câu gì? Có nhất thiết phải sống không? Thì khẩu đó thì thôi, nghĩa là cái mức độ thiêng liêng của ông và cái tâm tình của ông mà tới đó là mình phải nhớ đấy. Mà có nhất thiết phải sống không? Họ cứ đưa vào cái thế kẹt là nếu tôi không làm thì tôi không sống làm sao? Nghĩa là ý cô muốn nói là nhờ ông đóng mộc cho chuẩn nghi cho tôi được làm mấy cái chuyện đó kia, cái chuyện mà tôi không thích, mà bây giờ tôi vì có lẽ sống tôi phải kẹt, tôi phải làm được không? Ông nói có nhất thiết phải sống không? Rồi tôi kể câu chuyện đó xong rồi, câu chuyện kéo dài một chút. Thì tôi hỏi thêm vài điều thì người đó nói dạ thôi con biết rồi, con không sẽ không hát, bởi vì khi người ta đưa lên affix có hình của con để quảng cáo cho chương trình này thì thế nào tín đồ cũng thấy, mà tín đồ mà thấy là họ vấp phạm, con không muốn làm cho người ta vấp phạm. Phải, câu nói đó rất là quan trọng. Có những việc chúng ta làm dường như không có phải là xấu lắm nhưng mà có thể gây cho người khác vấp phạm thì sao? Và nhờ cái câu kinh thánh là nếu tôi ăn mà anh em tôi vấp phạm, tôi cũng không ăn thịt.
Bởi vì điều gì được tựa như điều ác thì phải tránh đi. Điều ác mà mình làm thì chưa hẳn là ác, nhưng mà mình làm cho người khác vấp ngã, làm cho người khác họ quay trở lại với đời sống cúng bái chùa chiền, điều đó mình là làm việc ác, gián tiếp làm việc ác. Cho nên nếu mà chúng ta có lời của Chúa và nhờ lời của Chúa giải quyết những điều chúng ta phân vân, thì chúng ta có thể có một cái hành động xứng đáng, có một hành động đúng đắn. Khi đi trên đường đi đây, thì tôi đi với một anh em đang ngồi đây, thì chúng tôi có nói đến một câu chuyện. Đó là tôi hay đọc sách, tôi cũng hay lên mạng để tra cứu, để xem xét. Thì tôi phải công nhận có nhiều người xã hội giỏi quá đi. Thôi tôi thì tôi thích cái ông Trần Xuân Nghĩa. Ông bình luận về kinh tế mà ông thuộc năm nào đến năm nào chi. Đó là tất cả mọi khía cạnh ông thuộc. Ông già chắc khoảng 80 tuổi rồi. Năm ông gần 30 tuổi thì ông làm thứ trưởng bộ kinh tế hay là bộ thương mại gì đó của chế độ cũ. Học du học về, ông đã quá giỏi rồi. Rồi bây giờ sau mấy chục năm nữa, ông giỏi nể lắm, thuộc con số, thuộc vấn đề, nhìn vấn đề sâu sắc. Các bạn lên YouTube thì các thỉnh thoảng có nghe ông già này nói, Nguyễn Xuân Nghĩa. Rồi tôi nghe hết người này đến người khác, có những người họ từng lĩnh vực của họ giỏi quá, mình nhìn nhờ rờ lại mình, sao mình không có giỏi ta. Mình dở quá, ở đại khái vậy. Nhưng mà nhiều khi rồi cũng được an ủi, tất cả những cái giỏi, những cái hay, những cái tài, thì tất cả những cái đó đều dừng lại ở năm một. Đều là như vua Salomon nói gì? Hư không của sự hư không, hay là hư không theo luồng gió thổi. Khôn thì khôn, có lòng thì có lòng, để gió cuốn đi rồi. Nói theo trường đạo là hư không theo luồng gió thổi. Còn cái mà chúng ta có, cái mà chúng ta có thể nhờ đó mà được sống và sống tốt, sống và sống sung mãn đó, thì nó có giá trị đời đời. Cho nên nếu đổi lại để được khôn như những người đó, học đời. Lời của Chúa, chỉ có lời của Chúa mà chúng ta sống ở trong lời hay là trong đạo của Chúa, thì chẳng những lời Chúa khiến con khôn ngoan trong đời này, mà còn có giá trị ở trong cõi đời đời. Lời ta sẽ phán xét họ trong ngày sau cùng. Mà chúng ta biết Chúa sẽ phán xét điều gì rồi. Đó, thành thử ra là chúng ta đã có cái sự chuẩn bị sửa soạn mà gặp Chúa đó. Như ở trong A-mốt đoạn 4 câu 12, chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có cái sự chỉ dẫn một cách rất là rõ ràng. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cho nên chúng ta không giỏi về những lĩnh vực khác, nhưng mà may lắm là chúng ta được có lời của Chúa. Mà nếu chúng ta được là người giỏi kinh thánh nữa, chúng ta hiểu lời của Chúa một cách thật tốt nữa, thì không hề mặc cảm, không hề mặc cảm trước tất cả những cái giỏi khác. Đó. Cho nên hôm nay thì tôi khích lệ tất cả các bạn, nếu không thể giỏi được như là ông này ông nọ, vĩ nhân này vĩ nhân nọ, thì chúng ta vẫn phải giỏi cái đời đời, giỏi cái có vẻ tạm thời nhưng mà đời đời, vừa tốt đẹp cho đời này mà vừa có giá trị đời đời. Đó là lời của Chúa. Đó. Có khô hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta thế nào? Còn mãi đời đời. Đó, cái đó là cái chúng ta được khích lệ. Mà bây giờ sau khi chúng ta ca ngợi lời của Chúa có giá trị đời đời như vậy, mà các anh chị em thì sao? Có giấu được nhiều lời Chúa trong lòng chưa? Bây giờ là cái vấn đề thực tế rồi, sát sườn rồi đó. Bởi vì nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng thì sao? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cái thời này sao mà dễ phạm tội quá, phải không? Cái quẹt quẹt ở bên lưng mình nó cũng xui mình phạm tội rồi. Đủ thứ cái thứ phạm tội nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Nhưng nếu mình giấu lời Chúa trong lòng mình có đầy dẫy lời của Chúa, thì mình được thắng hơn tội lỗi. Ở trong Colossae đoạn 3 thì sứ đồ Phaolô nói gì? Nếu lời Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, nếu lời Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, đây không phải là một năm đọc một lần hai lần kinh thánh là lời Chúa đầy dẫy thôi, thì mở ra chỗ đó đi.
Nếu lời của Đấng Christ đầy ấy trong lòng anh em thì anh em sẽ ra như thế nào? Chúng ta mở ra ở trong sách Côlôse đoạn thứ 3. Ai có đọc giùm đi, câu 16, 17. Ngồi đọc cũng được. Tất cả những điều nói ở đây là những điều đáng ước mơ. Bất cứ họ làm cái gì, họ có đầy niềm vui để ca ngợi không? Và nhà giàu chừng nào thì càng than nhiều, thở ra nhiều chừng đấy. Phải không? Ông vua Salomon ở trong Truyền Đạo ông Năm đó, người giàu không có ngủ được nhiều. Người nghèo vậy mà ăn ngon. Còn người giàu ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không ngon. Đừng tưởng đời sống của họ là lý tưởng đâu. Rồi nếu mà làm cỡ ông Trump đi nữa thì sao? Càng cao danh vọng càng dày gian nan. Nhưng mà nếu chúng ta đầy dẫy lời của Chúa ở trong lòng của mình thì sao? Dư dật sự khôn ngoan, dư dật sự cảm tạ, dư dật những điều có thể tư vấn cho mọi người, dạy dỗ con cái, dạy dỗ những người khác, và đời sống của chúng ta sẽ là đời sống hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Nhưng mà phải là đầy dẫy, phải là đầy dẫy lời của Đấng Christ ở trong lòng của chúng ta. Tôi có dịp và quen biết rất là nhiều người, nhưng mà tôi thấy người nào mà thuộc nhiều kinh thánh, đọc nhiều kinh thánh không ngu, tôi bảo đảm không ngu. Có cái sự khôn ngoan gì lạ lắm. Tôi kể một câu chuyện mà chuyện cũng không có mới, tôi bây giờ không còn nhiều chuyện mới nữa, tuần này tôi dạy quá nhiều lớp rồi ra tôi không có soạn cái gì mới đâu. Nhưng mà tôi kể một câu chuyện này để quan hệ là chúng ta bắt chước được không? Có hai vợ chồng kia, ông thì không biết tên gì nhưng mà ở Việt Nam mấy ông Hàn Quốc cũng không chịu nói tên thiệt, ông nói ông Chuê. Rồi bà vợ là bà cô Kim, hai người Hàn Quốc, nói tiếng Việt là lẩm bẩm thôi, yếu tiếng Việt. Và người này có được cái nguồn tài trợ từ Hàn Quốc cho nên mở một cái lớp, vì cớ tài chánh cũng không có dồi dào, mở cái lớp có 12 người mong thôi. Nhưng mà cái điều kiện rất là khắt khe là phải đọc kinh thánh tiếng Việt. Họ là người Mông thì họ có quyền không giỏi tiếng Việt, họ giỏi tiếng Mông, nghe tiếng Việt mà giảng tiếng Mông được chứ. Mà họ nói rằng phải đọc kinh thánh tiếng Việt, đọc nhiều. Và cái lớp đó sau 2 năm tôi cũng có dự phần chút chút, nhưng mà phần lớn là ông Lù A Vàng, ông Vàng Xeo Sử, ông Trảng A Can, mấy ông Mông dạy cho người Mông thôi. Vì ông cái nguồn tài trợ mục sư đó, ông đâu biết tiếng Việt mà dạy. Mà mỗi lần kiếm người để dịch, mỗi dạy, mỗi lần dịch thì tốn tiền, ông không có đủ tiền. Cho nên ông nhờ mấy ông Hờ Mông đi trước dạy cho mấy Hờ Mông trẻ. Sau 2 năm, một ngày kia khi tôi giảng và một anh em Hờ Mông gọi là nhân vật số 2 đó, giỏi được điểm thứ 2 đó, là Á Khôi đó, Á Khoa đó, thì ngồi bên tôi lấy dịch, bị bữa đó ngồi thôi, giải đáp thắc mắc về vấn đề ân điển lộn xộn đó, ân điển quá khích. Tôi liếc qua, tôi thấy, tôi nể. Cúng Kinh Thánh, nhìn Cúng Kinh Thánh là biết cái người này thế nào rồi. Và trước giờ đó thì tôi đã nghe giới thiệu là người này đọc Kinh Thánh trong 2 năm được 12 lần. Ngày đầu tiếp xúc, sau gần một thời gian dài mới tiếp xúc lại, hoàn toàn khác. Kể cả bên tiếng Việt, đọc phải đọc Kinh Thánh tiếng Việt 12 lần, cộng với một lần tiếng Mông. Tôi thấy trong thường vụ có những ông Hờ Mông, là Kinh Thánh Mông, cái chữ Hờ Mông khó đọc lắm, cái cách đặt chữ, xếp chữ của người Hờ Mông hơi lạ, hơi khó hơn tiếng Việt mình nữa. Thành ra, ông đọc, ông không gấp lên, gấp xuống. Còn cái anh này, ro, và tôi mới trưng ý thôi. Đáp ứng liền, dịch trước lật sau, tức là thuộc nhiều, 2 năm thôi, hoàn toàn khác. Tôi nói, thì ra, một ông mục sư bạn tôi quen biết ở bên Portland, Oregon, ông nói rằng, tôi đã xong bây giờ mình gọi là thạc sĩ đó, cái cao học thần học, mà 7 năm để lấy cái cao học đó, chúng tôi gọi là 7 năm đại nạn. Chúng ta đọc trong Khải Huyền biết 7 năm đại nạn là kinh khủng như thế nào, mà họ gọi những năm học ở thần học đó là khổ, 7 năm đại nạn. Nhưng mà nếu nói về phương diện giỏi kinh thánh đó, thì hai người này chưa có tới 7 năm.
mới có 2 năm thôi, chăm chú đọc, học, suy gẫm, làm theo lời Chúa, mà sự thay đổi thật là lớn lao, thật là lớn lao. Tôi không biết các lớp thần học sau này, lớp của ông Ly, lớp này, lớp nọ thì thế nào, nhưng mà tôi nói bản thân tôi đó, tôi vào trường Kinh Thánh năm 1966, tức là năm đó tôi 17 tuổi. Tôi học 1 năm, xin lỗi 8 tháng, một khóa là 8 tháng tôi trở về. Tôi gặp lại những người bạn mà tôi, gia đình tôi bây giờ, lúc bây giờ về làng quê. Tôi trở lại Hồng Ngự, tức là chợ quận. Tôi trở lại cái nơi mà tôi hay ăn cơm, vì tôi ngủ ở nhà thờ, nhưng mà lại ăn, học xong là ăn cơm lại ở ký túc xá. Ăn cơm ký túc xá, ăn chung với mấy anh em ký túc xá, dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, ở trong dinh điền Đôn Phục ra đó. Thì tôi bắt đầu nói chuyện với bạn tôi tiếp tục, bởi vì chúng tôi hồi đó là hăng tiếc Việt lắm, cãi lý, cãi đạo, chứ không phải chứng đạo, cãi dữ lắm. Mà Quảng Nam là cãi rất giỏi, Tin Lành cũng không dở. Thế là chúng tôi hay lý sự với nhau. Và bây giờ thì tôi nói chuyện với các bạn của tôi không nói theo cách hồi đó nữa. Mà họ nói thì tôi cứ gật gù vâng vâng vâng. Cái tôi chêm ngón tay vô. Cái một lát à, được anh cứ nói tiếp. Cái tôi chêm ngón tay vô, vì cái người đó lớn hơn tôi 2-3 tuổi lắm. Tôi nhớ anh Nguyễn Hoàng Đại. Một lát anh la lên, dẹp mày đi. Bởi vì hồi đi học mà tôi nhỏ hơn là cái bọn mày tao mà, dẹp mày đi. Mày để ngón tay vô cái tao quên hết trơn. Tức là tôi luôn luôn không phải là lý giảng nữa. Mà anh nói điều đó hả, tôi có câu Kinh Thánh. Tôi đọc câu Kinh Thánh lên. Người Việt mình nói nó có sách mách có chứng á. Thành thử ra, cứ anh nói là vâng vâng, anh cứ nói. Tôi chêm ngón tay vô. Và thế là mọi sự kết quả làm sao mình biết rồi, rất là đơn giản. Mình được nói nhiều lời của Chúa và thấy lời của Chúa có một cái sức mạnh đối với người đó. Và khi mà tôi ở trong tù thì các anh em biết rồi, kêu lên hàng ngày lúc nhúc 7 tháng ở Phan Đăng Lưu, lên hoài và lên làm biên bản. Hồ sơ của tôi dày cỡ mà toàn là nói cái gì tôi cũng kéo Kinh Thánh vô hết. Lúc đó ai cho tôi đem Kinh Thánh theo trong tù, nhờ thuộc thôi, thuộc ý, thuộc từ đó. Và nhiều khi cũng phải sử dụng những từ ngữ của Tin Lành tôi gài vô. À, biết ông đó không? Tôi nói biết. Ông đó là con cái Chúa, một người mà theo chúng tôi nói, theo ngữ từ ngữ của Hội Thánh là đã được tái sanh. Mà tái sanh là gì? Mà tái sanh là sự tái tạo hồn linh hư hoại. Tôi bắt đầu đọc giáo lý. Tôi bắt đầu đọc cuốn giáo lý 2 đó. Điều bạn cần biết mà cuốn 2. Cái anh nghe sai sơ nữa. Anh vô đây anh giảng đạo nữa. Mà cái điệp khúc nó cứ liên tục. Cuối cùng rồi anh nói, làm việc là phải có biên bản thôi, khỏi có mất công hỏi anh nữa, tôi biết rồi. Bây giờ anh viết cái bài nào mà anh tâm đắc, anh viết bài giảng đi. Tôi nhớ hồi đó tôi viết cái bài là Tình Yêu Siêu Việt, văn 3:16. Vậy à, viết suốt buổi luôn, viết hoài, anh ngồi anh chơi thôi. Tôi ngồi tôi viết. Cuối cùng tôi nói rằng, tôi hy vọng rằng ai là người được đọc những lời này sẽ không vắng mặt trong nước thiên đàng ngày mai. Kêu gọi luôn. Và hồ sơ của tôi dày mà toàn là như vậy. Anh nói tôi nghe nói là anh có viết cái cuốn giáo lý phải không? Cuốn gì đó, cuốn giáo lý của Tin Lành phải không? Cuốn giáo lý mới vậy đó. Tôi nói vâng, tôi viết. Anh nhớ bao nhiêu anh viết bao nhiêu cho tôi. Tôi nói được. Thế là bị tôi đi dạy giáo lý và tôi khẩu vấn thường đó mà. Tôi viết cũng không đầy đủ hoàn toàn đâu, vì tôi dở hơn nhiều người á. Nhiều người thuộc luôn á, tôi chưa thuộc luôn. Bởi vì tôi không có buộc phải thi. Rồi tôi viết. Thế là bất cứ ai mà hỏi cái gì dính dáng hay là không dính dáng tôi cũng kéo vô. Tại vì trong miệng thầy tế lễ có lời của Đức Chúa Trời. Người ta tìm được ý muốn của Chúa ở trong môi miệng của nó. Và tôi nhờ lời của Chúa mà có dịp bày tỏ về đạo của Chúa. Và tôi thấy thật là lời đầy năng quyền. Giống như một bài hát đó, lời đầy năng quyền nuôi tâm tôi luôn luôn. Lời đầy năng quyền để chiến đấu với quyền lực ma quỷ như Chúa Giêsu bị cám dỗ. Ngài nói có lời chép rằng Ngài trả lời bằng Kinh Thánh. Đó là lời đầy năng quyền để đạp đổ các đồn lũy, dấy lên nghịch cùng lẽ thật, như Phaolô nói trong thơ Côrintô. Và tôi thấy rằng những năm tháng ở tù đó, lời của Chúa mà tôi vốn biết, tôi học được đó, thật là phước hạnh, giúp rất nhiều. Đó giống như ông Niemöller, ông bị quốc xã bắt, và rồi ông lên là ông mục sư. Họ hỏi rằng ông có cái yêu cầu gì. Ông nói khi tôi bị bắt thì họ lột đồng hồ của tôi, họ lấy nhẫn của tôi, nhiều thứ, nhưng mà thôi không đáng kể, trả lại cuốn Kinh Thánh cho tôi thôi. Mà nước Đức là cái nước Cơ Đốc giáo, Hitler cũng
không có bắt buộc phải cấm đọc Kinh Thánh, không phải như ở Việt Nam. Việt Nam mà mấy chục năm trước á. Cho nên ông có Kinh Thánh và ông nói rằng Kinh Thánh là bạn ban ngày, cả ban đêm, là cố vấn cho tôi. Kinh Thánh thêm sức cho tôi, và ông nói mọi điều để ca ngợi lời của Chúa. Những năm tháng tù đày đó nhờ lời Kinh Thánh. Bình thường các anh em thấy không quan trọng đâu, nhưng mà gặp cái nghịch cảnh á, thì những lời trong Kinh Thánh có cái sức mạnh lạ lùng, sự nâng đỡ lạ lùng. Và khi mà tôi ở tù thì họ thường nói rằng cái này nó bị bắt tập trung cải tạo có 3 năm mà bây giờ nó ở 15 năm nó mới về đó, thì anh biết rồi đó. Tôi có lần tôi kể rồi đó, anh ta ăn cắp con, không phải ăn cắp, anh ta bắt con gà của ông xã trưởng nên anh ta nhậu, là nhậu lai rai rồi nó thách nhau, đố mày dám bắt gà của ông. Nó sợ gì, anh bắt con gà nhậu chung với nhau. Nhưng mà tới cái kỳ mà tập trung cải tạo đó là người ta thấy cái anh này anh quậy, ông xã ông đề nghị anh này là đi liền. Vô đó anh tức quá, có con gà mà 3 năm cái anh quậy mà, cấp 2, cái ra 6 năm cái anh quậy cấp 3, cuối cùng anh ở tới 15 năm. Mà tôi vô mới có mấy tuần là anh được về. Nói đó đó. Còn ông là không có hy vọng về. Tại vì hồi tôi nhà tôi đã nghe rồi, truyền đạo CMA, CMA là CIA, mình nói theo Việt Nam là CMA, là cái nhánh của CIA. Tôi là giống như cán bộ vậy đó, cán bộ của CMA. Hồi đó hồi Thánh Lành Việt Nam là CMA mà. Và họ nghĩ rằng không có ngày về. Thì trong tù tôi cũng không tin rằng tôi sẽ sớm về đâu. Nhưng mà có một câu trong bài Thánh Ca, trong bài Thánh Ca xưa đó, vẫn có là Thi Thiên thứ 71, câu thứ 3. Chúa đã ra lệnh cứu tôi, vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi. Tôi không nhớ hết bài Thánh Ca, nhưng mà tôi nhớ cái câu đó. Chúa đã ra lệnh để cứu tôi, vì Chúa là hòn đá, vần đá nói đúng hơn, và đồn lũy tôi. Tôi chỉ còn chờ Chúa ra lệnh tôi về, chứ tôi thấy không có hy vọng để về. Tôi có cái tư tưởng đó. Cho đến chừng ông François Mitterrand là ông Tổng thống Pháp, ông có quen biết gì thôi. Nhưng mà tín đồ bên đó họ đề nghị sao đó, ông qua ông can thiệp. Trong đó có tôi. Cho nên tôi được về sau 26 tháng. Sau 26 tháng trải qua 4 nhà tù. Ở trong cái cảnh tù, càng thấy ý nghĩa của những gì mình đã giấu trong lòng, lời Chúa giấu trong lòng, hết sức là quý báu, hết sức là quan trọng. Và bây giờ trong mọi cái vấn đề, khi mà chúng ta không biết thế nào, thì như trong Ê-sai nói, khi ngươi xoay qua bên tả hay bên hữu, ngươi không biết mình phải đi đường nào đó, thì có lời đằng sau ngươi rằng, này đường đây hãy noi theo. Nếu mà chúng ta đầy dẫy lời của Chúa trong lòng đó, lúc bây giờ Thánh Linh sẽ nhắc một ý Kinh Thánh gợi nhớ cho chúng ta, để chúng ta biết phải làm gì. Cho nên bây giờ là có nhiều người hay gọi điện thoại đến hỏi tôi, chuyện ở bên Mỹ, ở bên Áo, ở bên Úc, đủ thứ các nước gọi về hỏi tôi điều này điều kia. Họ vừa hỏi là tôi nghĩ mình có câu Kinh Thánh nào đây. Tại vì vấn đề không phải là mình nói cái ý của mình, cái khôn ngoan của mình đó, mà mình làm sao biết được hoàn cảnh của họ. Nhưng mà cái điều đó tôi đề nghị nên đọc câu Kinh Thánh này, hay là tôi trích cái ý câu Kinh Thánh này. Và thường là điều đó có giá trị rất rất là đặc biệt. Cho nên nếu chúng ta đầy dẫy lời của Chúa, tôi thì cũng chưa đầy dẫy đâu, tạm tạm rồi, nhưng mà cũng còn chưa đầy dẫy đâu. Chắc nếu sống thêm được 70 năm nữa thì chắc khá hơn. Nhưng mà khó đà, tôi giờ 70 rồi. Mà tôi học Kinh Thánh từ hồi nhỏ đó nha. Hồi nhỏ là tôi vô lớp 2 chứ tôi đâu có vô lớp 1 đâu. Tại vì ở nhà hay đọc Kinh Thánh cho bà nghe. Ban đầu thì đọc không trôi, nhưng mà từ từ tới chừng vô gặp cô giáo. Cô giáo nói thôi đọc Kinh Thánh, đọc chữ ro về lên lớp 2 cái cho rồi. Cái là tôi vô lớp 2. Thành thử ra là tôi được nuôi trong cái bối cảnh gia đình thì ba má tôi hay đọc Kinh Thánh. Bà tôi giỏi Kinh Thánh lắm. Tôi có cái bộ Thánh Kinh Báo 19 cuốn, mà cuốn nào cũng nói dạy hơn cuốn Thánh nữa. Tôi mới mua 19, tôi dở ra trong những cái sách xưa, những cái thuở đương thời của ba tôi đó. Tên ba tôi. Tôi nhớ năm tôi lớp 2 tôi vô trong lớp, tôi nói với bạn tôi, nói ba tao có tên trong sách nè. Lớp nít lớp 2 mà hãnh diện lắm, tưởng gì trả lời câu đố Kinh Thánh thôi. Nhưng mà trả lời cũng tương đối mới được vô trong cái danh sách đó. Trúng được bao nhiêu câu đó mới có tên. Có tên trong sách nè, tháng nào cũng có nè. Tôi hãnh diện cái đó lắm. Và hồi nhỏ là tôi đố Kinh Thánh thường là hạng nhất. Tại vì cứ ở trong cái môi trường Kinh Thánh. Và tôi cho rằng điều đó là điều rất rất là quý báu. Ba tôi nghèo quá đi, giỏi thì có giỏi lắm mà không biết sao cứ thất bại lên thất bại xuống.
Có lần đi buôn chở một ghe chìm ghe sạch đạch đó. Năm đó tôi đang học thần vận viện thần học, không có tiền đóng tiền nữa, đóng có một chút tiền thôi mà cũng không có nữa. Nhưng mà ba tôi để lại cho tôi một cái gia tài lớn, đó là gia tài đức tin, đó là gia tài gương đối với Kinh Thánh, tấm gương đối với Kinh Thánh. Cho nên tôi nghĩ rằng các bạn bây giờ chắc là có người lập gia đình rồi, cũng có người chưa. Rồi đây gia tài để lại là gì? Đó, ông Trịnh Công Sơn nói vậy đó, gia tài của mẹ gì, một núi đầy mồ với lại một bọn lai căng vậy đó. Nhưng mà không, Cơ Đốc nhân phải để lại một gia tài xứng đáng, một gia tài đức tin, một gia tài gắn liền với lời của Chúa. Đó. Nên tôi không có thời giờ để nói thêm nhiều về cái lãnh vực mà khích lệ các bạn đọc Kinh Thánh nữa. Nhưng mà tôi nói phớt qua thôi, vì cái này tôi đã nói nhiều lắm rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy nói theo một tấm gương này, rồi chúng ta tự soi lại chính mình. Chúng ta mở ra sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Ai có xin đọc giùm tôi ở trong đoạn 17 câu thứ 11. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng ra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Tôi muốn trích một ý thôi. Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh. Cái chữ tra xem này có thể hiểu là tra cứu đó, chứ không phải chỉ là đọc phớt phớt. Mà cái quý của hội thánh nào đây? Hội thánh nào? Không, tốt hơn hội thánh Thessalonica nữa. Hội thánh Bere, hội thánh Bere. Mỗi lần mơ mốt mà mình làm miếng tra xem Kinh Thánh đó, là mình nhớ là hội thánh Bere. Từ hồi xưa, thật xưa đó, mà ngày nào cũng vậy, họ tra xem Kinh Thánh. Thì tôi mong rằng tấm gương này sẽ là một khích lệ cho chúng ta. Họ là tín đồ thường thôi. Đó. Tôi cũng có thể làm chứng nữa là cái may, rất là may cho tôi là tôi được hầu việc Chúa, mà lại hầu việc Chúa ở trong một cái bối cảnh mà tôi khá được thoải mái. Tại vì tôi làm giáo hội trưởng, ít có ai cấm cản gì tôi lắm, phải không? Để tôi có thời giờ cho Kinh Thánh. Như các bạn biết là tôi phải đọc Kinh Thánh, tôi phải nghiên cứu sách vở, các bài, các sách thần học vân vân, rồi viết mất 5 năm viết cái bộ thần học tinh tuyển 8 quyển xong rồi. Bây giờ tôi đến cái giai đoạn là hàng ngày để chừng 5-6 tiếng, 7-8 tiếng ngồi bên Kinh Thánh, mở ra đủ thứ bản dịch khác nhau để mà chỉnh văn lại thôi, trẻ hóa ngôn ngữ Việt thôi. Đó. Nhưng mà tôi được rà lại hết từng câu, thậm chí nhiều nơi là từng chữ. Ngày nào cũng mất nhiều thời giờ, nhưng mà không phải là mất. Đó là những cái giờ phút rất là thăng hoa, có thể nói như vậy, rất là vui, rất là phước. Mình hiểu thêm, mình hiểu đúng, mình hiểu sâu nhiệm hơn đối với lời của Chúa. Tôi đã xong được cả Thân Ước rồi, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng tới Khải Huyền rồi. Rồi tôi cũng xong từ Gióp Thi Thiên trong Ngôn Trường Đạo Nhã Ca, Isaiah, Jeremy sắp xong nữa. Rồi tiếp tục 2 năm nữa có thể tôi sẽ xong hết. Rồi rà đi rà lại, chú ý từng chấm, từng phết, từng cái nháy nháy đó. Và sẽ có một quyển Kinh Thánh giữ đúng cái trang này. Và những câu hồi đó văn 36 nằm đây là phải nằm đây, chứ không có cho chạy lung tung, để mà những người lâu năm như chúng tôi tìm là tìm được, giàu trong cuốn Kinh Thánh mới, phải không? Rồi nghĩa là không cho sai trang, nhưng mà làm sao cũng phải sát, phải chuẩn hơn, mà cũng hợp với thời đại hơn. Bởi vì cuốn này năm 22 đã xong rồi, năm 26 là in, và cái ngôn ngữ của thời 22, 1922 tới bây giờ là nó trải qua biết bao. Còn như vậy là quá tuyệt rồi, nhưng mà vẫn phải, tại vì quá nhiều cái chữ rằng thì là mà, và có nhiều cái chữ mà bây giờ phải, có khi người ta hiểu tầm bậy luôn nữa. Tại vì cái từ xưa mà, như tôi có lần tôi làm chứng cho anh em đó, các ba bác sĩ liền bày của quý ra. Thì ngày hôm nay mà nói bày của quý ra, cái nghe nó kỳ kỳ, thấy không? Thanh niên bây giờ nghe nó kỳ kỳ đó. Thay vì chữ quý đổi thì thành của báo là xong rồi. Thôi thí dụ vậy thôi. Hoặc giả là chúng nó hiếp thôi. Ông David ông nói chúng nó hiếp thôi.
ủa ông đó hồi đó ông gặp một cái thời kỳ đồng tính dữ lắm mà sao mà ông này ông bị hiếp vậy ta. Thật ra là chúng nó hà hiếp tôi. Ông này, ông Quang Nôn, ông một ông Phan Khôi đó là ông hay nói tắt lắm, phải không? Cà phê không nói cà phê, nói cà, trồng năm mẫu cà, trồng năm mẫu cà chua đâu phải đơn giản đâu. Một anh nhà quê anh dám trồng năm mẫu cà, cà phê, thí dụ vậy đó. Hay là cái kiểu vào miền Nam đó, nhà cháy con chết, nhìn cảnh thấy tội. Ta đã chết rồi còn không an ủi người ta, còn kết án người ta có tội nữa, thấy tội. Tội là tội nghiệp chứ đâu có phải là tại phạm tội mà sanh ra cái cảnh đó. Tín đồ mà nếu mà nó thấy cảnh thấy tội, thành ra nhiều khi cái ngôn ngữ nó chuyển biến mà tùy miền nữa. Cho nên là như chúng ta thấy là cũng cần phải có một số cái cho trẻ hóa. Và nhờ vậy mà tôi trở về với Kinh Thánh, tôi đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mà mẹ mà tôi ngồi đó tôi đọc Kinh Thánh thì có cái quý của mà ông già đó là gì? Ít bị vợ sai. Ông tướng này nữa không biết ông làm gì hồi đó, không biết bây giờ ông về hưu á là sao, anh lấy giùm cái này làm giùm cái kia, vợ sai chạy mờ trời. Còn bây giờ là mình được ngồi đọc Kinh Thánh coi vậy chứ cũng ngại chứ, phải không? Thành ra ít có bị vợ sai, đó là cái phước thứ nhất. Rồi thỉnh thoảng còn có cái ly cà phê sữa, có thể có những cái món tiếp viện nữa, đó là rất là quan trọng đấy. Thành ra mình mà mình ngồi lại với cuốn Kinh Thánh là mình cũng bề thế lắm ấy, chứ không phải là không đâu. Đại khái nói vui như vậy, nhưng mà thật ra là đó là cái điều rất là tốt và rất là gương mẫu cho những người trong gia đình. Nhất là khi đó ba tôi cầm để cái kiến lên đọc Kinh Thánh, tôi nhớ hoài cái hình ảnh đó. Cho nên đến cái lúc mà tuổi 70 rồi thì tôi lại không gọi là phế canh giống như con trâu già, tôi tuổi sửu nữa, con trâu nó già rồi không còn cài được, nó tự gọi là trâu phế canh. Bây giờ thì nó hơi tàn rồi, nó không còn giống như trước, nhưng mà không có phế, vẫn còn dùng được nhờ lời Kinh Thánh. Rồi bao nhiêu người nghe bài giảng, tôi nghe Dương nói là mấy cái bài giảng ở trên YouTube là mỗi lần mình đưa một bài lên nó cho một con số. Bữa nay là nếu của một sư vũ chừng 50, của tôi chừng trên 500 rồi. Tôi cũng không ngờ có nhiều cái bài giảng ở trên đó lắm vậy. Tuần rồi có một người với Cần Thơ gọi điện lên nói: Mục sư ơi, ngày nào em cũng nghe ít nữa là 6 bài. Mà làm sao có thì giờ nghe? Nói, em vừa làm vừa nghe. Mà thường là em rất là hay nghe bài Điều Ưu Tiên Mỗi Ngày. Hèn chi cái bài nó lên tới 71.000 mấy trăm lượt người nghe. Là ít nữa có một thành viên, nghĩa là đều nghe cái bài đó, nghe đi nghe lại. Tôi nói quá ra như vậy thì con là thuộc cái bài đó hơn mục sư mất rồi. Mà thiệt, tôi đâu cần phải nghe hoài vậy, dán lần thôi chứ. Thành thử ra là có rất là nhiều người gọi về khích lệ. Thành ra tàn thì có tàn bớt rồi, nhưng mà không phế. Đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Rồi cái người đó nói: con gọi điện được cho mục sư, con không phải thuộc hội thánh của mục sư, tôi nghe là tôi biết truyền thống rồi, nhưng mà con cũng giật mình. Con thấy sao mà mục sư mà lại dám đưa số điện thoại lên ở trên YouTube như thế này, rồi thì giờ đâu trả lời. Và con gọi thử coi, bởi vì dễ gì nói chuyện được với ông hội trưởng, mà con gọi mục sư nói chuyện con lấy làm lạ quá đi. Tôi nói có gì đâu lạ đâu, chuyện của mục sư, trách nhiệm của mục sư là dùng lời Chúa nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Tôi trưng câu Kinh Thánh này sai đoạn 50 đó, thì cái này là cái trách nhiệm của tôi mà. Nói vậy chứ mục sư nói vậy chứ các cụ tổng liên là dễ gì gặp, dễ gì thèm trả lời, dễ gì nói chuyện được. Tôi nói không, bên đây thì khác rồi, bên đây thì mục sư cũng đơn giản lắm, trẻ con nó cũng nói chuyện với mục sư, nó gặp mục sư nó chào mục sư tớ. Con nít mà la sợ không nghe, má rầy, má nói mục sư giáo hội trưởng cho mày nói gì, nói tên trống trống vậy. Tôi nói để nó tự nhiên, Chúa Giêsu mình còn nói tên được, tại sao mà ông tứ không nói được. Rồi như tôi hay nói đó, trong cái điểm nhóm tín đồ ít hơn hoặc máy đó, là cái điểm nhóm nhà tôi có 2 nhà, mà mỗi lần nhóm xong là y như rằng cái thằng cháu ngoại của tôi nó dành nó cầu nguyện trước. Mà từ hồi nó lớp mẫu giáo cho tới bây giờ nó lên lớp 6, đứng lên là hallelujah cái đã, hallelujah, cảm ơn Chúa, tín đồ của Chúa đã giảng cho con nghe Kinh Thánh, và hôm nay để con biết lúc nào phải ẩn mình, lúc nào phải thể hiện. Cho ảnh cầu nguyện đúng với chủ đề lắm, khi nào phải ẩn mình, khi nào phải thể hiện. Mà anh cứ có một câu nói hoài, tín đồ của Chúa giảng cho con. Thì bà nó nói thôi để con rầy nó, con chỉnh. Tôi nói không, mục sư cũng tín đồ cho mục sư là đồ gì, mục sư cũng tín đồ, cứ để nó
Thành ra tôi thấy rằng dầu mình giảng cho một cái đám đông hay mình giảng cho một nhóm 4-5 người hàng tuần á, vẫn là một cái hạnh phúc vô cùng vì mình được rao giảng lời của Chúa. Đó. Và trong bất cứ trường hợp nào mình cũng có thể ứng dụng lời của Chúa ở trong cuộc sống. Tôi kể lại một câu chuyện ở trong tù. Đó là khi tôi ở trong tù, nhất là ở trại Tống Lê Chân. Lúc đó có nhiều tôi tớ của Chúa, chung 7 người. Và tôi lãnh được thăm nuôi nhiều lắm, bởi vì tín đồ cũng thương, nhiều người cũng giúp chở đồ lên. Hai cái tụng bự gánh nặng lắm, mà cái đường nó trật trật, có khi có lần tôi dấp rất là nguy hiểm, nó là gánh muốn té, đúng nghĩa như vậy. Nhưng mà khi đưa vô rồi thì tôi giao cho bác Xuân ở Bảo Lộc đó, để làm thủ quỹ, rồi ông phân phối ra cho anh em ăn. Đó. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì Gióp đoạn 31 câu 17 nói rằng nếu tôi ăn bánh một mình, ông Gióp ông nói, nếu tôi ăn bánh một mình mà kẻ mồ côi không được thương xót, nếu tôi nghĩ đến người đàn bà nào đó trong tư tưởng của tôi thì vợ tôi xây cối cho người khác, nhưng mà lúc đó thì tôi chỉ nhớ không có đầy đủ, tôi nói nếu tôi ăn bánh một mình thì không khéo vợ tôi sẽ xây cối cho người khác. tôi ráp trặc lắc, người về tôi coi lại tôi mới thấy, nhưng mà dầu sao tôi cũng được nhắc nhở, không ích kỷ. Ở trong tù một thẻ đường móng trâu á là có thể ra lệnh cho người ta rồi, bởi vì trong tù thiếu lắm, muối là ngọt chứ không phải là mặn, thiếu lắm. Cho nên bây giờ đồ ăn, đồ ngon, đồ gì cũng chia ra hết, là mọi người đều nhìn một cách ngạc nhiên mà. Và như có lần tôi đã nói đó, là ông cán bộ nhân, là cán bộ giáo dục nói, mấy anh đúng là cộng sản. Cái lý thuyết cộng sản thì họ là bậc thầy rồi, nhưng mà họ thực nghiệm cộng sản thì họ thấy ở đây là những người cộng sản. Tôi lúc đó cũng hơi bất chợt tôi nói trả lời một câu rất là nguy hiểm. Tôi nói không, cái này là tự nguyện nghe cán bộ. Cái là thầy Phụng, thầy nói chết, một sư nói vậy mà họ nâng quan điểm là một sư tiêu. Cái này là tự nguyện, có nghĩa là cái kia là như vậy là nâng quan điểm là nguy á. Tôi nói thôi bây giờ lỡ rồi, cầu nguyện Chúa cho ông đừng nhớ cái phân bề rồi. Chứ giờ sao giờ? Tại vì nhiều khi mình sốt nhiên mình nói đại một câu mà sự thật đi nữa, nhưng mà người ta có thể nâng quan điểm. Ở tù mà từng lời rất là cẩn thận. Thành ra là những ngày ở trong tù, những bài thánh ca, những lời kinh thánh, nhất là những bài thánh ca mà đặt theo kinh thánh, thì như Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, có bài thánh ca 433 thì phải. Thì những bài thánh ca mà căn cứ trên lời của Chúa rất là có ý nghĩa. Rồi trong cuộc sống thực tế, làm theo lời Chúa là vô cùng quan trọng. Chúa nói với người Pha-ri-si thế nào? Người Pha-ri-si là cầm chìa khóa của sự biết lời của Chúa đó. Nhưng chúng nó nói mà không làm. Câu thứ 3, Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 3 đó. Chúng nó nói mà không làm. Cho nên không phải chỉ nghe đọc học suy gẫm, mà phải gì nữa? Phải làm theo, phải ứng dụng trong đời sống của mình. Người nào làm như vậy không tệ đó. Nếu chúng ta quý mến Chúa, tin kính Chúa, thì Chúa cũng sẽ quý mến chúng ta. Ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Ở Hebrew đoạn 4 câu 2 thì nói thế nào? Họ cứ nghe, người Do Thái cứ nghe, nhưng không lấy đức tin mà nhận lời đó cho mình. Nghe để nghe chứ không nhận điều đó cho mình. Còn ở trong Gia Cơ đoạn 1 thì tác giả thơ Gia Cơ là ông Gia Cơ, ông nói gì? Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đừng như cái người xem mặt mình ở trong cái gương, thấy rồi bỏ đi. Cái vấn đề là phải làm. Và nếu chúng ta sống và làm theo lời của Chúa, đừng lo cái phần còn lại, bởi vì Chúa chịu trách nhiệm về những người như vậy. Đó. Chúa sẽ không tiếc các phước và may mắn, như ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 đó, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, và như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ở trong Thi Thiên thứ nhất cũng có câu tương tự như vậy đó. Đó. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Hãy lấy lòng đơn sơ mà ứng dụng lời Chúa cho mình. Nếu chúng ta vui vẻ về luật pháp của Chúa, sống trong lời của Chúa thì không tệ đâu. Ở trong Ê-sai, ai tin cậy Ngài sẽ không hổ thẹn bao giờ. Có thể đời này nhận một phần thôi, có thể đời này nhận chưa nhiều,
Nhưng mà về thiên đàng không thiếu những phần thưởng. Nên nguyện Chúa Ngài ban ơn để tất cả anh em của chúng ta đều sẽ trung tín sống theo lời của Chúa. Trong khi chúng tôi đối chiếu so sánh rồi chỉnh văn đó, thì tôi thích cái chỗ này lắm nên tôi chia sẻ. Cách đây hơn một tuần tôi đọc được câu này, Ê-sai đoạn 49 câu thứ tư trở đi. Ta có nói rằng ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va, sự ban thưởng cho ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Trong các cái bản mà dịch tốt hơn á, thì như thế này, câu thứ tư: nhưng Đức Giê-hô-va minh xét cho tôi và dành sẵn phần thưởng, công khó của tôi được xem là có giá trị. Đầy tớ của Chúa có lúc cũng nói tôi luống công vô ích, tôi làm không đem đến kết quả nào hết á, và nản lòng. Nhưng mà Chúa nói rằng ta thấy nó có giá trị. Tin trúng và trung tín là vậy đó. Có khi cái kết quả không như mình muốn. Một chức vụ như chức vụ của Ê-sai là chức vụ hẩm hiu. Chúa kêu gọi ông chấp nhận rồi. Nhưng mà Chúa hỏi, Chúa nói rằng ngươi phải đi đến với dân này, nhưng mà nó không nghe ngươi đâu. Chúng nó béo lòng nặng tai, chúng nó không có chấp nhận lời của ngươi. Rồi ông mới hỏi, nhưng mà con làm cái việc hẩm hiu đó mà bao lâu? Cho đến chừng nào cả xứ tiêu điều hết. Thôi hầu Chúa kiểu này thôi, mệt chết phải không? Ban đầu mình giảng 100 người nghe, từ từ riết 50 rồi 30 rồi 20 rồi 10 người rồi 2 người riết, rồi không còn người nào hết trơn. Thì sao? Có vui không? Ta cảm thấy ta làm việc luống công vô ích. Nó giống như trong cái câu đoạn 49 này. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta dành phần thưởng cho con, bởi vì việc con làm có giá trị trước mặt ta. Có kết quả thật nhiều hay là hẩm hiu, nhưng sống theo mẫu mực của lời Chúa, cứ vâng lời Chúa, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Nếu chúng ta thật sống với Thánh Kinh như vậy thì đời sống của chúng ta không tệ đâu. Tôi thật mong ước tất cả các bạn chọn chủ đề này và ứng dụng, không phải chỉ nghe, đọc, học, suy gẫm, mà còn gì nữa? Còn làm theo. Còn làm theo. Không có nghe, đọc, học, không biết gì hết mà cứ sốt sắng, cứ siêng năng, cứ làm. Để làm gì? Nhiệt thành mà cộng với ngu dốt thì nó bằng gì? Nó bằng phá hoại. Nó cần mấy cái này này đó. Nhưng mà mấy cái này không thì cũng chưa được. Cũng phải là ứng dụng. Học một, ứng dụng một, chia sẻ một. Nguyện Chúa ban ơn để đời sống của các bạn được trang bị, hầu cho đúng như Kinh Thánh ở quyển sách luật pháp này, chớ xa miệng người. Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, tệ cũng bằng tín đồ bê rê. Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh. Tôi thường thách thức đó, một ngày đọc 10 đoạn Kinh Thánh không phải là nhiều, phải không? Mình cầm cuốn tiểu thuyết lên, có khi đọc nửa cuốn rồi, một buổi có khi đọc hết cuốn luôn tới sáng. Thí dụ vậy, nếu mình thích cái quyển tiểu thuyết đó, đó. Còn Kinh Thánh mình đâu có 10 đoạn mấy tờ đâu. Đó, mà nếu mỗi ngày đọc 10 đoạn thì một năm đọc được tới 4 lần. 10 đoạn một năm đọc được 4 lần. 10 năm xin lỗi, được 3 lần chứ. 10 năm là được 30 lần. Ở đây có nhiều người hơn 10 năm rồi. Nghĩa là đọc cũng gần được 30 lần. Hy vọng như thế. Có phải không? Và nếu chúng ta đầy dẫy lời của Chúa, không tệ, tôi bảo đảm không tệ. Nên chúng tôi mong rằng các bạn càng ngày càng gần với lời của Chúa. Đó, càng tiếp nhận lời của Chúa, và lời Chúa làm cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.